chào tất cả mọi người. Wow, hôm nay thì anh em chúng tôi đang có mặt ở tại gia đình Vinathan, nhà của Đạt Vít, à quên, Đạt Vina, Đạt Vila. Đấy, và sau một thời gian anh ấy nổi tiếng rầm rộ ở trên TikTok đúng một năm rồi. Thực sự rất là ngưỡng mộ. Ông ấy xây một cái ngôi nhà có độ cao chọc trời ở tại thủ đô thủ đô Chương Mỹ, Hà Nội. Thực sự là mình cực kỳ mình ngưỡng mộ luôn. Mình đi hát gần 20 năm trời mà đến bây giờ vẫn chưa xây được nhà. Nghĩ cái gì mà để tôi nói thật cho con gì đó. Nó nổi tiếng đúng một năm, chính xác là hơn một năm một chút, xây được một ngôi nhà cao chọc trời 5 tầng. Ngưỡng mộ ơi là ngưỡng mộ đó. Thì hôm nay thì anh em về đây thì có ít lòng nhiều, thế tiền thì không có mà chó thì cũng không nuôi, tí là kiểu gì cũng hát tặng coi như là gia đình Gia một bài hát, thấy chưa? Anh em cây khế để coi như là chúc mừng cái ngôi nhà mới của gia đình Vinathan, và mong rằng là thôi thì ông sáng mai ông cưới vợ để cho anh em chúng tôi ăn cỗ. Răng của ông mày rất là sẵn rồi đấy, chỉ có chưa coi như là đi là bọc lại răng thôi, nhưng mà hiện tại giờ răng đang rất là khỏe thì ông sớm lấy vợ giúp tôi nhá. Thế ông nói gì không? Gia đình thì cũng cảm ơn ca sĩ Rút Rồi. Không, mày nói tên mất quan điểm. Cái gì nhỉ? Vinathan. 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 Đêm mới, đêm mới. Cảm ơn ca sĩ Vinathan đã đến chung vui với gia đình em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin thông báo với tất cả mọi người, đây là kênh phụ chính thức của anh Thiên nha mọi người. Mọi người hãy follow. Không, đây là kênh phụ chính thức của Vinathan. Vinathan, Vinathan. Bye bye mọi người nha, năm mới sắp đến rồi. Đó thì Hoàng và anh Thiên và anh Đạt chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, mạnh khỏe, và nhớ follow kênh này của anh Thiên nha. Bye bye mọi người.